Contra killer drone inbound.
có việc bị ghê lắm. Là sao không hiểu cho lắm. Anh bị bắn kiểu gì mà sao đứng yên mà vẫn không chết? Nãy giờ bắn gì? Ủa mẹ lát rồi. Cái shot nhé. Hostile sentry gun spotted. UAV recon ready for deployment. Hunter killer drone on standby. Bắn mà lại không gây đam. Trời ơi mẹ lé rồi. Nghĩ gì? Mẹ lé rồi. Ba trận thánh liên tiếp luôn.